Đã bao lâu rồi bạn chưa tẩy giun? Nương hỏi các bạn câu này nhé. Đã bao lâu rồi các bạn chưa tẩy giun? 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 5 năm hay là 10 năm vậy? Chúng ta thường bị nhiễm giun sán với 3 lý do chủ yếu như sau. Thứ nhất là ăn rau sống, đặc biệt khi mà ăn hàng quán ở bên ngoài thì sẽ không đảm bảo vệ sinh. Thứ hai là thói quen rửa tay không kỹ trước khi ăn. Và thứ ba đó chính là thói quen ăn đồ sống hoặc là ăn đồ tái. Những người bị nhiễm giun sán thường là còi cọc suy dinh dưỡng và có những triệu chứng như là tiêu chảy, đau bụng hoặc là bị ngứa hậu môn. Nặng hơn nữa thì sẽ có những cái búi giun ở trong đường ruột gây tắc ruột. Và một vài trường hợp thì là giun sán sẽ đi lên những cái bộ phận khác như là mắt hoặc là não, rất là nguy hiểm. Vì vậy các bạn hãy cố gắng tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần nha. Ở ngoài thị trường thì có bán rất nhiều loại thuốc tẩy giun, cho nên khi chúng ta sử dụng thì cần phải xem kỹ cách sử dụng nhé. Theo Nương được biết thì sẽ có hai hoạt chất là mebendazole và amebendazole. Loại mebendazole thì dễ sử dụng hơn, chúng ta chỉ cần sử dụng một viên 500mg sau bữa tối. Loại này thì không cần phải nhìn ăn hoặc là uống thuốc sổ giống như loại thông thường. Các bạn lưu ý giúp Nương một điều này nha. Trẻ em dưới 2 tuổi và phụ nữ mang thai thì không nên tẩy giun để đảm bảo sức khỏe nha. Các bạn ơi, việc tẩy giun này chúng ta rất là hay quên. Vì vậy hãy cùng Nương chia sẻ điều này đến với người thân và bạn bè của mình, để chúng ta có thể tự nhắc nhở nhau tẩy giun định kỳ để đảm bảo có một sức khỏe thật tốt nha. Cẩm Nương, cùng gia đình bạn giữ lửa yêu thương.